4 5 4 5 3 4 5 a còng gmail.com là .com. Xuống dòng link video gốc, link video gốc gốc nhé các bạn ơi. Đấy, cái phần mô tả này thì anh em có thể là ghi thế nào thì ghi, mình thì ghi này quen rồi. Thì bây giờ mình sẽ dán cái link này vào đây cho đây nha. Đấy, dán link gốc của người ta vào đây nha. Rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video. Cảm mọi người đã xem hết video rồi. Còn cái phần mô tả à, còn phần tiêu đề này, phần tiêu đề này thì mình sẽ copy copy lại của đây, mình sẽ copy lại đây. Đấy, à đây copy lại luôn. Đấy, bắt đầu dán. Rồi, ở đây thì mình sẽ chọn là không phù, không phải nội dung dành cho trẻ em này, đã ngừng xử lý. Ô sao ta, sao ta video quá dài. Video quá dài là sao ta? Video ngắn mà.